Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Chan đọc truyện ngôn tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chương 17: Chắc như đinh đóng cột. Tư Mã Tiêu rời khỏi hồ liền về phòng ở Bạch Lộc Nhai. Hắn không cố ý lau sạch nước trên người, nhưng trong lúc đi thì mớ nước kia cũng tự động bốc hơi, cứ như trên người hắn có ngọn lửa đang thiêu đốt vậy. Sắc mặt hắn u tối, chân mày nhíu lại, trong đôi mắt đen tuyền có hẳn lên tia máu. Bạch Lộc Nhai vốn có khá nhiều linh thú sinh sống, lúc này lại yên lặng như tờ. Bất kỳ sinh vật sống thông minh nào cũng có thể cảm nhận được một thứ áp lực nào đó, lập tức liền im lặng hẳn ra. Hiêu trắng trong núi nằm ra đất run lẩy bẩy, hạc trắng bay trên trời cao cũng hạ cánh xuống rừng tùng, không dám bay tiếp, chỉ ngóng về phía cung điện trung tâm Bạch Lộc Nhai. Bên trong điện, một bàn tay trắng toát của Tư Mã Tiêu đặt trên nền đất được lát toàn bộ bằng cẩm thạch. Ngọn lửa đỏ thẫm từ tay hắn phút chốc tuôn ra, lan ra xung quanh, dường như chỉ trong tích tắc, nền cẩm thạch cứng nhắc kia đã tan ra như băng gặp lửa. Không bao lâu sau, trên nền cẩm thạch bị tan chảy xuất hiện một cái hồ không nhỏ. Tư Mã Tiêu đứng ở cạnh hồ, năm ngón tay vươn ra ngoài cửa sổ bắt lấy, xương trắng của cả ngọn Bạch Lộc Nhai chuyển động, chảy vào cái hồ trống không. Lúc xương trắng hội tụ lại trong hồ, liền biến thành hồ nước toát ra khí lạnh băng. Tư Mã Tiêu vẫn mặc bộ y phục cũ, bước vào hồ nước lạnh lẽo, hụp sâu xuống đáy hồ. Tiếng hát của Liêu Đình Nhạn đang tắm trong hồ hoa lộ thiên ngừng lại một chốc, đột nhiên cảm thấy nhiệt độ xung quanh hình như tăng lên, đến xương trắng trên mặt nước ban nãy cũng đã ít đi nhiều. Không gian yên lặng, ngưng trệ, linh hoa bên cạnh tự lay động mà không cần gió, rất nhiều cánh hoa rơi xuống nước. Cô gãi gãi mặt, tiếp tục tắm rửa hát hò, tắm xong cô liền về phòng ngủ. Nói thật thì ở Bạch Lộc Nhai thoải mái hơn tháp trung tâm nhiều. Các cách bày trí trong phòng cũng đều rất đẹp, giường vô cùng thoải mái. Chỉ là cô hơi có ý kiến với cái rèm giường màu hồng cánh sen kia. Cô nằm trên cái giường cực lớn hoa gấm như nhồi bông, lại kéo cái rèm giường hồng cánh sen tinh tế kia lên, cứ thấy cực kỳ yêu mị ti tiện. Liêu Đình Nhạn nghĩ tối nay anh trai Đại Hắc chắc là no rồi, nên không tới nỗi nửa đêm bỏ tới ăn khuya, cho nên đã đóng hết cửa sổ lại. Ai ngờ đâu khuya lắc khuya lơ, cô lại mơ mơ màng màng bị đánh thức. Không phải bị Đại Hắc đánh thức, mà là lạnh đến tỉnh. Cứ như có ai hướng đầu quạt máy lạnh thổi vào đầu cô vậy, đang yên đang lành lại bị làm cho tỉnh ngủ. Bên ngoài đang mưa, cửa sổ mở lớn, cửa cũng đang mở, mà bên cạnh cô có một người đang nằm. Liêu Đình Nhạn vội kiềm không thét ra tiếng, suýt nữa thì cắn trúng lưỡi, vì cô sờ ra được mớ tóc cạnh tay mình. Đây chính là sếp lớn Tư Mã Tiêu, người đang nắm tính mạng nhân vật của cô trong tay. Không biết tên tổ tông này đến đây từ khi nào mà lại ngang nhiên như không nằm trên giường của cô. Tuy là không có cởi quần áo, nhưng Liêu Đình Nhạn cứ nghi ngờ, không biết hắn có muốn làm gì mình không. Cái thứ mất nết, nửa đêm nửa hôm lại leo lên giường cô nằm, muốn ăn cô hay gì. Cô nín thở nhìn người nằm cạnh mình trong bóng đêm, cảm thấy không khí trên người hắn lạnh căm, cảm thấy hắn cứ giống thịt heo đông lạnh mới lấy ra trong tủ đông, còn cảm thấy hắn giống như người chết, lòng cực kỳ kinh hãi. Ngập ngừng một lúc, cô khẽ nhích tay tới sờ vào tay tổ tông, nó lạnh như băng. Hơn nữa, cô cứ sờ như vậy một lát, tổ tông cũng không có phản ứng gì. Cô lại sờ thêm một chút nữa, vẫn không mảy may suy xuyển. Lúc này Liêu Đình Nhạn mới lạnh ra đầu. Cô ngẩng dậy, tỉ mỉ quan sát Tư Mã Tiêu bên cạnh. Hắn nhắm mắt, gò má cũng trắng bệch, rõ ràng không có chút sức sống trong bóng đêm, không nghe được hơi thở. Không phải là chết rồi chứ? Liêu Đình Nhạn tự giật thót với suy nghĩ của mình, lập tức cảm thấy không thể nào, do dự đưa tay ấn lên ngực hắn. Tim còn đập, tuy là rất chậm nhưng vẫn còn đập. Còn may, chưa có chết. Liêu Đình Nhạn thở phào tiếp tục nằm xuống, kéo một góc chăn đắp lên mình, tiếp tục nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Lúc cô sắp thiếp đi, cái tên Tư Mã Tiêu trông như người chết đột nhiên lại mở miệng hỏi. Người cứ tính ngủ như vậy sao? Liêu Đình Nhạn giật mình tỉnh lại, đằng hắng ngập ngừng trả lời. Sư tổ, cũng muốn đắp chăn sao? Tư Mã Tiêu không trả lời, chỉ cảm giác được nữ tử bên cạnh kéo chăn đắp lên cho hắn. Đợi không thấy hắn phản ứng, cũng cứ không nói gì, cô lại làm như không có gì chuẩn bị ngủ tiếp. Tư Mã Tiêu không hiểu lắm. Trong canh thần tiên phủ không có ai không sợ hắn, đến cả trưởng môn sư Thiên Lũ, trông thì đức cao vọng trọng, cũng phần nhiều là chột dạ và đề phòng hắn, còn có một chút khiếp sợ mà sư Thiên Lũ cũng không dám thừa nhận. Chỉ có duy nhất cái người bên cạnh này,
Trông thì có vẻ sợ rất nhiều thứ, nhưng những nỗi sợ đó chỉ là ngoài mặt, giống như nỗi sợ của người phàm khi nhìn thấy yêu ma quỷ quái vậy, chứ không phải là nỗi khiếp đảm đối mặt với cái chết từ tận sâu trong tâm trí. Cô nói mình sợ người chết không phải là nói dối, nhưng đối diện với tên sát nhân tùy ý như hắn, lại vẫn còn có thể yên tâm ngủ cạnh hắn, thật sự khiến người ta không thể hiểu nổi. Tư Mã Tiêu biết mình rất khó lường trong mắt người khác, cái người bên cạnh này đối với hắn cũng khó mà nhìn thấu một cách lạ thường. Đêm này, hắn lại thấy đầu đau như sắp nứt ra, khiến hắn bực dọc muốn giết người. Cả Bạch Lộc Nhai chỉ có hai người họ cho nên hắn đã đến đây. Nhưng đứng bên giường nhìn một hồi lâu, nhìn cô ngủ tới không biết trời chang gì, sát khí vốn đang hừng hực, bỗng không biết tại sao lại vơi đi. Lại cảm thấy đau đầu, bèn nằm hẳn xuống bên cạnh. Hắn còn nhớ, lúc trước trong tháp trung tâm, khi nằm cạnh người này, hắn đã có một giấc ngủ ngon hiếm có. Hắn nghĩ tới phản ứng của cô sau khi tỉnh lại, có thể là khiếp đảm run lập cập không ngủ tiếp được nữa, hoặc là giống như những người có mưu mô lúc trước, đến bên cạnh hắn bộc lộ ý nghĩ đê hèn từ trong thâm tâm. Điều hắn không ngờ rằng là cô ả này đúng là có giật thót mình, thế nhưng sau đó lại như không có gì xảy ra mà ngủ tiếp, cứ như hắn nằm cạnh cô nửa đêm là một chuyện gì đó rất bình thường. Con người Tư Mã Tiêu rất vô lý, là một tên phiền phức lắm chuyện. Hắn nằm đó không thoải mái liền muốn ngồi dậy lay tỉnh Lưu Đình Nhạn ở cạnh. Dậy đi, không được ngủ nữa. Tổ tông, muốn cái gì nữa đây? Không ngủ đủ giấc dễ có quầng thâm mắt lắm đó. Thông cảm cho tâm trạng muốn bảo vệ nhan sắc của người đẹp đi có được không hả? Cô miễn cưỡng tỉnh táo đối phó với tên tổ tông tự dưng lên cơn này, bởi vì trong đầu đã gắn cho hắn cái mác thần kinh, nên dù hắn có làm gì, Lưu Đình Nhạn cũng đều tốt bụng chấp nhận. Lúc này cô lồm cồm bỏ dậy thở dài hỏi, sư tổ có việc gì sao? Sao ngươi còn có thể ngủ được? Hả? Sao tôi lại không ngủ được? Ta đang ở đây. Thật ra đắp chăn vào rồi thì cũng không lạnh lắm. Lưu Đình Nhạn nhìn vẻ mặt của hắn, vô thức hiểu được ý của hắn. Ý hắn là một tên giết người như ngoé như ông đây đang ở cạnh, ngươi còn ngủ được hả? Chứ không phải là cái tủ lạnh mở cửa như ta nằm cạnh mà ngươi ngủ được hả? Nhưng mà đây cũng đâu phải lần đầu tiên. Lần trước bị hắn coi như gối ôm mà ngủ, cô cũng có nói câu nào đâu. Cô cũng muốn biểu hiện một chút mâu thuẫn trong lòng, thế nhưng chất lượng giấc ngủ tốt như vậy, đâu trách cô được. Tóm lại, cả đêm Lưu Đình Nhạn không được ngủ, tu vi của cô thấp tới gần như không có, không so được với cái tên Tư Mã Tiêu lão làng này. Đêm khuya buồn ngủ chịu không nổi, lại bị bắt bất lực, chống mí mắt ngồi trên giường lườm nhau với hắn. Anh trai mãng xà đen nửa đêm vò qua định ăn khuya, nhìn thấy hai người họ, cái chính là nhìn thấy Tư Mã Tiêu ngồi trên giường, sợ cắm đầu chạy mất, không dám nhớ tới ăn khuya nữa. Ngày hôm sau, Tư Mã Tiêu lại tiếp tục đến Linh Nham Sơn Đài. Lần này Lưu Đình Nhạn không quên mang đệm với dù, tiếc là không dùng tới, vì ở đó đã được dựng sẵn một cái đài quan sát cho sư tổ và bọn người trưởng môn xem tỉ thí. Không những có đệm êm ngồi nghỉ, còn có thức ăn. Lưu Đình Nhạn nhận ra một vấn đề. Cô đều rất thích mớ thức ăn trước mặt, nhưng ăn ở ngoài mấy bữa, có phải đều lộ hết sở thích cho người khác thấy rồi không? Cô chỉ ngần người một lát rồi ngoan ngoãn ngồi cạnh Tư Mã Tiêu, vờ như mình chả nhận ra điều gì. Mà Tư Mã Tiêu nhìn thấy Linh Nham Sơn Đài ngày hôm nay, bỗng nhiên lại nhếch mép cười. Linh Nham Sơn Đài ngày trước đều toàn là đệ tử xuất chúng, hôm nay lại có thêm nhiều đệ tử bình thường không biết từ đâu ra. Có thể thấy rõ đây là vật hy sinh mà các mạch chủ chuẩn bị cho con cháu nhà mình. Chết mấy người thì có sao đâu, chỉ cần người chết không phải con cháu quý báu nhà họ là được. Quyền thế mà họ có giúp họ chỉ cần nói một câu cũng có được không ít người bằng lòng hy sinh vì họ. Trưởng môn Sư Thiên Lũ mỉm cười nói với Tư Mã Tiêu, sư tổ, hôm nay vẫn như hôm qua chứ? Không, hôm nay trăm người tử đấu. Sư Thiên Lũ đáp lại một tiếng, thoáng nhìn sang Lưu Đình Nhạn ngồi cạnh Tư Mã Tiêu phân phó, vậy thì để các đệ tử bắt đầu đi. Đệ tử trên sân hôm nay có không ít người tới từ các nhánh nhỏ. Lão cố ý cho người sắp xếp vào không ít đệ tử của Thanh Cốc Thiên như một phép thử. Trong lòng lão có nghi ngờ và phỏng đoán về cử chỉ nhẫn nhịn của Tư Mã Tiêu đối với nữ tử bên cạnh. Phép thử nhỏ hôm nay là cho Tư Mã Tiêu, cũng là cho tiểu đệ tử Lưu Đình Nhạn có vẻ không có gì bất thường này. Nữ tử có thể lạnh lùng bàng quan trước cái chết của người khác, mà ở cạnh tên Tư Mã Tiêu thủ đoạn tàn độc này, không biết tới lượt người quen của mình, liệu cô ta có ra tay ngăn cản Tư Mã Tiêu hay không? Mà một khi cô ngăn cản, Tư Mã Tiêu sẽ làm thế nào? Sư Thiên Lũ ngồi chờ xem kịch hay bổ não. Tiếc là Lưu Đình Nhạn ở bên ngoài này hoàn toàn không xem trên đài có những ai. Cô không phải Lưu Đình Nhạn trước đó,
Đến cả với sư phụ Đồng Dương chân nhân cũng chỉ gặp mặt qua loa được mấy lần, nói gì đến người khác, nói nhiều chút nữa thì là đám nhóc Thanh Cốc Thiền phụ trách nghênh tiễn và tiểu quản sự phụ trách quản lý kho lương thực. Liêu Đình Nhạn thật sự vào Thanh Cốc Thiền cũng vốn là để dò thám, ít giao thiệp với đồng môn. Dù nàng có ở đây, e là cũng không nhìn ra mấy đệ tử Thanh Cốc Thiền bên dưới. Lúc bên dưới bắt đầu đánh, Liêu Đình Nhạn cả đêm không ngủ, mí mắt đã nặng trĩu, tựa vào đệm ngủ lúc nào không hay. Sư Thiên Lũ luôn luôn chú ý cô, nhìn thấy cô dần dần ngồi trượt, ngủ gà ngủ gật trước mặt bàn dân thiên hạ, Từ Mã Tiều vốn đã khiến cho người ta chú ý. Cô ở bên cạnh hắn đương nhiên cũng không ít nổi vị chú ý. Nhìn thấy cô bất động, thật sự ngủ say, tất cả mọi người đều thấy kỳ dị. Từ Mã Tiều cũng không nhìn phía dưới nữa, nhíu mày nhìn cô. Đệm ngồi của họ không lớn lắm, Liêu Đình Nhạn cứ nằm dần dần, tự động tìm được tư thế ngủ thoải mái. Cô gối đầu hẳn lên đùi Tư Mã Tiêu. Gối đầu lên đùi cái tên đại ma vương Từ Tạng Đạo Quân mà ngủ, hơi ngon rồi đó. Đúng là điếc không sợ súng. Sư Tiên Lũ thoáng chấn động, lại hơi nheo mắt nhìn Tư Mã Tiêu, đợi xem phản ứng của hắn. Hắn hẳn là sẽ cáu bẩn đẩy người xuống đài, hay là thẳng thừng vặn gãy cổ nhỉ? Nhìn cái biểu hiện này có vẻ nghiêng về vế cáu bẩn. Với hiểu biết của lão về Tư Mã Tiêu, hẳn là sẽ đạp cô xuống dưới. Tư Mã Tiêu nhấc tay, kéo tay áo bị Liêu Đình Nhạn nằm lên, cũng chẳng để ý tới cô, mà kệ cô kê đầu lên đùi mình, không bực dọc cũng chẳng nổi điên. Các cấp cao của canh thần tiền phủ nhìn thấy rõ một một, nỗi sừng sốt trong lòng suýt phá vỡ nét mặt bình tĩnh điềm đạm của họ. Rõ rồi, cái tên sư tổ Từ Tạng Đạo Quân khó nuốt kia thật sự mê đắm nữ tử này rồi. Chương 18. Tin. Trên sân rông gió bão bùng, ai nấy đều mưu mô tính toán trong đầu. Liêu Đình Nhạn ngủ như thế này, tuy là bản thân cô không thấy sao, nhưng trên thực tế đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, nhất là trưởng môn sư Thiên Lữ. Trong lòng lão ngẫm nghĩ, nữ tử này trông thì có vẻ không âm mưu gì, nhưng chính vì như vậy mới có thể khiến cho lão khẳng định lòng dạ nữ tử cực kỳ thâm sâu. Nữ nhân có thể làm lung lay Tư Mã Tiêu sẽ là một nhân vật ngây thơ đơn giản như vậy sao? Hơn nữa, cô tự nhiên ngủ như vậy, trông như vô ý, nhưng lại vừa hay tránh được cảnh xuất chiêu của đệ tử Thanh Cốc Thiên bên dưới. Cô đang lách qua phép thử của lão một cách tài tình. À, Liêu Đình Nhạn này tuyệt đối không tầm thường. Một đệ tử như vậy thật sự là một đệ tử nhỏ bé của nhánh mạch Thanh Cốc Thiên còn con thôi sao? Sư Tiên Lũ hoài nghi thân phận của cô. Trước đó có cho người dò thám, nhưng cũng không phát hiện được gì đáng ngờ. Đường chọn cũng chỉ là do may mắn. Lúc này, lão lại lần nữa hoài nghi, ngầm truyền âm cho đệ tử bảo y đi tra xét thật kỹ càng. Xem ra lão phải nhanh chóng ra tay lôi kéo nữ tử này mới được, tránh cho người khác nhanh tay đến trước. Lão nhất định không cho phép có thêm bất cứ biến cố khó nắm bắt nào ở bên cạnh Tư Mã Tiêu, người cuối cùng của tộc Phụng Sơn này. Viên thường của gia tộc họ Viên, người thật sự sắp xếp Liêu Đình Nhạn vào canh thần tiên phủ hôm nay cũng có mặt. Vai vế y thấp hơn sư Thiên Lũ một bậc, chỗ ngồi hơi khuất phía sau. Vì thường ngày âm trầm tính cách có phần quái gở, nên cũng chẳng có ai để ý tới y. Y tận mắt nhìn thấy vẻ ung dung của Từ Tạng Đạo Quân với Liêu Đình Nhạn, lòng mừng vui điên cuồng, không cách nào tả được. Ban đầu thật ra y vốn không cảm thấy mình có thể thành công dựa vào nữ nhân như thế này, nhưng bây giờ ông trời cũng đang giúp y. Viên thưởng, chỉ cần nghĩ tới, mình rốt cuộc cũng có thể báo thù, hủy diệt cái canh thần tiên phủ này, liền nôn nóng không thôi. Nhất định phải khiến Liêu Đình Nhạn đến gặp y một chuyến. Tuy nói Bạch Lộc Nhai nằm trong tay của mạch trưởng môn, nhưng hắn là con trai của Viên gia chủ, một gia tộc trong mạch chính của Tứ Thời Cung, quyền lực trong tay cũng không ít. Tuy không làm được chuyện quá lớn, nhưng cũng có thể truyền tin tức bắt cô ta ra gặp. Liêu Đình Nhạn ngủ hết cả buổi chiều, ngủ đến suýt chật gối cũng chả ngủ ngon lành gì. Cái kiểu thể chất lạnh cóng của lão tổ tông thật sự không thích hợp để làm gối. Cô chê bai đã đời, rồi mới suy nghĩ vì sao Tư Mã Tiêu bằng lòng để mình gối đầu lên đùi mà ngủ như vậy. Không lẽ để tiếp tục giày vò? Ban ngày để cô nghỉ cho khỏe, tôi đến lại tiếp tục hành hạ cô. Như vậy thì cũng hơi thần kinh bệnh hoạn rồi đó. Tư Mã Tiêu hôm nay không hào hứng mấy, mới sớm đã dắt thành viên nòng cốt của mình rời khỏi đài. Liêu Đình Nhạn vui vẻ hẳn, có thể về nằm liệt trên giường to mềm mại. Ai lại muốn giữa trưa ở cái chốn ồn ào, còn có trăm cặp mắt nhìn vào như thế này chứ? Tư Mã Tiêu vẫn như hôm qua, về đến Bạch Lộc Nhai là không thấy bóng dáng. Liêu Đình Nhạn tự về phòng mình, vứt giày nhảy thẳng lên giường, với cái tướng vừa tan làm mệt mỏi, nằm liệt ra giường.
ăn rồi ngủ hay ngủ rồi ăn đấy? Lưu Đình Nhạn cân nhắc 10 phút, bắt đầu quan tâm đến mấy con rối đọc thực đơn. Con rối quay đi lấy cơm cho cô. Bữa ăn lần này ở phòng khách nhỏ bên ngoài tẩm điện, ở đó có sẵn ghế mây và bình hoa, bên cạnh là đèn lưu ly lơ lửng. Lưu Đình Nhạn tựa vào đệm tựa mềm mại, đặt đèn lưu ly. Con rối dọn bữa lên cho cô. Bọn chúng giống như nhân viên phục vụ, im thìn thít nhưng cực kỳ có năng lực. Mới có 2 ngày, Lưu Đình Nhạn đã sắp biến thành phế nhân, gì cũng có người hầu hạ tận nơi. Nhưng mà thật sự đã đời. Bữa ăn bày biện tinh tế được dọn lên, mỗi món đều lan tỏa mùi hương ngon miệng và linh khí dày đặc. Món mặn, đồ ngọt với canh, còn có một phong thư. Thư? Lưu Đình Nhạn cầm mảnh thư màu hồng lên, nhìn về phía con rối dọn bữa. Đây là cái gì? Con rối không chút phản ứng, cúi đầu im lặng đứng ở một bên, trông như một khúc gỗ điêu khắc. Lưu Đình Nhạn lật nhìn tấm thư kia, cảm thấy màu sắc rất không tốt. Màu hồng thiếu nữ, ở trên còn vẽ hoa, còn có mùi thơm, có hơi giống thư tình. Do dự một lát, cô vẫn buông đũa mở tấm thư ra trước. Giờ tí đêm nay, dưới bạch lộc nhai cạnh gốc phượng tím, không gặp không về. Trên thư viết tổng cộng 16 chữ, Lưu Đình Nhạn nhìn tới nhìn lui đều cảm thấy mấy con chữ này đều đầy mùi mập mờ. Đây không lẽ là tình nhân thật sự của chủ thân xác này? Nếu không vì sao lại nửa đêm lén lút hẹn cô ra, còn cạnh gốc phượng tím nữa chứ? Không phải là hoa tiền nguyệt hạ đây sao? Càng nghĩ càng thấy chính là như thế, dù gì cũng không thể thay nàng ta đi gặp mặt được. Thư trong tay cô bị gió thổi qua, bỗng tan ra thành mấy cánh hoa màu hồng, từ kẽ tay cô rơi xuống đất. Lưu Đình Nhạn lặng thinh giây lát, nhặt cánh hoa lên vứt ra cửa sổ, vờ như chưa có gì xảy ra, cầm đũa lên tiếp tục ăn. Dù sao thư cũng tan thành cánh hoa rồi, cứ coi như nó chưa tồn tại vậy. Dù gì cô cũng sẽ không đi, dù là chuyện gì cũng không đi. Viên Thương lợi dụng con rối gửi đi bức mật thư đó, rồi chờ đợi cuộc gặp buổi tối. Y vì thù hận trong lòng mà tìm đến ma vực. Lưu Đình Nhạn chính là món quà mà ma vực chuẩn bị cho y. Thủ đoạn khống chế người khác của ma vực xứng đáng đứng đầu. Lưu Đình Nhạn được người của ma vực dùng thủ đoạn đặc biệt nuôi nấng, vốn một lòng hướng về ma vực, thêm vào độc thực cốt. Viên Thương tin chắc cô tuyệt đối sẽ không dám phản bội mình. Lần trước đối phương không hồi đáp, y tuy có tức giận nhưng sau đó suy nghĩ kỹ càng lại. Cũng có thể là bởi vì Tam Thánh Sơn đặc biệt, cô không hành động được dưới sự quan sát của Tử Tạng Đạo Quân. Nếu cô thật sự phản bội y, thì giờ này y cũng không thể ở yên trong canh thần tiên phủ được nữa. Còn về lần này, Viên Thương đã tính toán cả rồi. Giờ tí trăng tròn, Tử Tạng Đạo Quân nhất định đang bị bỏng bởi lửa Phụng Sơn mà nằm trong hồ lạnh. Lúc này hắn nhất định sẽ không cho Lưu Đình Nhạn kề cận. Như vậy thì cô đã có thể có thời gian ra gặp mặt. Vì lần gặp mặt này, Viên Thương còn tốn sức chuẩn bị cả giả thiên kính, pháp bảo có thể tạm thời che đậy thiên cơ, tránh bị người khác phát hiện. Bên phía Sư Thiên Lũ lại gần như muốn đem tai mắt gài khắp Bạch Lộc Nhai, nếu như không có chuẩn bị nhất định sẽ lập tức bị lão phát giác ra. Tất cả đã được an bài, chỉ còn thiếu mỗi Lưu Đình Nhạn. Lưu Đình Nhạn thì đã ngủ thẳng cẳng luôn, bất kể là bức thư lạ lùng hay là lão tổ tông tối đến có khả năng sẽ đánh úp, đều không tồn tại nổi dưới cơn buồn ngủ này. Viên Thương ở bên đó đợi cả nửa đêm cũng chả thấy ai, kích động đến nổi nóng. Cuối cùng cũng tỉnh ra, y tỉnh lại từ giấc mộng dùng mỹ nhân kế để gài chết Tử Tạng Đạo Quân, lật đổ canh thần tiên phủ, toàn bộ âm mưu toan tính biến thành phẫn nộ. Không lẽ, à thật sự có gan phản bội chúng ta, phản bội ma vực? Bóng người áo xám bên cạnh Viên Thương gượng gạo nói, sắc mặt của Viên Thương cũng rất khó coi, y hoàn toàn không nghĩ đến việc toàn bộ sự dàn xếp của mình đêm nay lại đều tan thành mây khói. Hiện giờ y cũng hoài nghi Lưu Đình Nhạn có thật sự phản bội mình hay không. Xem ra, à thật sự có mưu mô lớn, trước đây không hồi đáp triệu hồi của ta, đến một chút tin tức cũng không truyền ra ngoài. Hiện giờ lại mặc kệ thư của chủ nhân, nhất định phải cho ả một bài học. Người khoác áo xám giọng điệu căm tức. Viên Thương tối mặt, trên tay xuất hiện một chuỗi lục lạc gồm 3 quả. Đầu tiên hắn lắc chuỗi lục lạc lên, lắc một lúc lâu, vẫn chưa thấy người tới bèn hử lạnh, thẳng tay ấn nát một quả lục lạc. Chuỗi lục lạc này là vật liên kết sinh mạng của Lưu Đình Nhạn. Độc thực cốt trong cơ thể cô tuy gọi là độc, nhưng thực chất là một loại âm tà thuật. Người ma vực không đông, thường xuyên đến dương thế, lén lút bắt cóc nhiều trẻ con đưa về ma vực, nuôi dưỡng huấn luyện từ nhỏ. Những người này đều là thám tử để xếp vào các môn phái ở tu chân giới. Điều quan trọng nhất cần có là lòng trung thành.
Vậy nên từ nhỏ họ đã được gieo vào trong người loại tà thuật đặc biệt này của ma vực. Lục lạc chính là vật dẫn, qua nhiều năm dần liên kết với sinh mệnh của họ. Một khi nắm được lục lạc này, chuyện sống chết sẽ nằm trong tay người khác. Muốn loại bỏ hoàn toàn tà thuật, hoàn toàn không dễ. Thường thì những người chúng độc thực cốt này tuyệt đối sẽ không phản bội chủ nhân. Vậy mà Liêu Đình Nhạn hiện tại hoàn toàn không biết mình còn là gian tế của ma vực. Cùng lúc lục lạc vang lên, Liêu Đình Nhạn đang ngon giấc cũng bị cơn đau đánh thức. Một mình cô nằm trên giường, hết sức đáng thương xoa lấy cái bụng đau quằn quại. Rốt cuộc là cái gì thế? Có để yên cho người ta ngủ hay không? Chẳng dễ dầu gì đêm nay tổ tông không tới, sao lại đau bụng cơ chứ? Cô ngồi dậy đến nhà vệ sinh, nhận ra vẫn không phải là rớt dâu. Xem ra là giống lần trước, Liêu Đình Nhạn nhớ tới lúc trước sống ở Tam Thánh Sơn cũng từng bị đau như thế này. Lần đó cô đau đến điếng người, còn nôn ra máu rồi ngất lịm đi. Còn tưởng là mình sắp chết rồi. Kết quả tỉnh lại, lại nhìn thấy Tư Mã Tiêu làm rớt tim một phen. Cô có từng nghĩ tới, có vẻ là Tư Mã Tiêu đã cứu cô. Cô đoán cái thân thể này chắc là có bệnh gì đó. Giờ lại bắt đầu đau, ngồi bên góc giường nghỉ ngơi một lúc, đau đến khó chịu. Liêu Đình Nhạn quyết định lết dậy, xách đèn chuẩn bị đi tìm Tư Mã Tiêu. Cô sợ nhất là chịu đau, cho nên mới thay đổi phong cách cá khô, đẩy một bước, nhích nửa bước như thường ngày, chủ động đi tìm tên sư tổ ác ma giết người. Đèn lưu ly lơ lửng khắp Bạch Lộc Nhai, cô bước ra khỏi điện của mình, khoác một lớp áo ngoài, đi về phía điện chính sáng đèn rực rỡ, cảm thấy bản thân giống bọn con gái thảo mai, nửa đêm tìm đến hiến thân. Cô khom người cong eo, nhăn nhó mặt mày đi đến điện chính của Tư Mã Tiêu, đẩy cánh cửa dày nặng ra bước vào, nhẹ giọng hô, sư tổ, sư tổ. Mãng xà đen cuộn trên cột bò xuống, Liêu Đình Nhạn đau đến mặt mày trắng bệch hỏi nó, sếp mình đâu, tao đau chết rồi đây. Mãng xà đen nghiêng đầu, đưa cô đến nơi Tư Mã Tiêu đang ở. Chỉ là tên này nhát như thỏ đế, đứng ở trước cửa không dám đi vào. Liêu Đình Nhạn thật ra cũng không dám lắm, thế nhưng bụng đau sắp chết, cô chỉ đành đẩy cửa, đưa đầu mình vào trong nhìn. Không khí trong điện cực kỳ lạnh lẽo, xương trắng lạnh lan khắp nền đất. Vừa đẩy cửa ra, Liêu Đình Nhạn đã rùng mình với luồng hơi lạnh lẽo. Trong phòng có thắp hai chạn đèn lưu ly, nhưng cách một cái rèm trông không sáng lắm. Cô nhìn thấy bên trong có một cái hồ, còn có một bóng người màu đen mơ hồ đang ngâm mình dưới hồ. Cô nhớ tới lúc ở tháp trung tâm cũng đã từng nhìn thấy cảnh tượng này. Lúc đó cũng là mãng xà đen đưa cô đến lãnh địa riêng tư của Tư Mã Tiêu, nhìn thấy hắn ngâm mình trong hồ. Hắn hẳn không phải thích ngủ trong nước lạnh như thế này, mà là có nguyên do khác. Vậy bây giờ cô đến làm phiền hắn không phải là điều sáng suốt. Liêu Đình Nhạn ngập ngừng giây lát rồi ôm bụng bước vào. Cứ bước lên một bước, cô lại cảm thấy mình đang đạp lên bom, không biết kế tiếp có phát nổ hay không. Cô lấy hết can đảm đi tới bên hồ, đặt đèn lưu ly trong tay sang một góc, ôm bụng ngồi thụp xuống bên hồ, đưa đầu nhìn Tư Mã Tiêu đang ngâm trong hồ. Hắn nhắm mắt, mặt mũi vô cảm, không hề có phản ứng với sự xuất hiện của cô. Liêu Đình Nhạn vừa chuẩn bị mở miệng, bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh lanh lảnh trong đầu, hình như là tiếng lục lạc vỡ nát. Cả người bỗng chốc quay cuồng rơi thẳng xuống hồ. Cô dường như bị cái đau lấy đi mọi giác quan trong phút chốc, phun ra một ngụm máu lớn. Tất cả các cơ quan trong cơ thể đều bị nghiền nát, đại loại chính là cảm giác như thế. Nhưng cái kiểu đau của cô lại không làm mất đi thần trí, mà lại còn có thể cảm nhận rõ ràng hơn tất cả mọi thứ ở thế giới bên ngoài và mọi đau đớn trong cơ thể. Vào khoảnh khắc Liêu Đình Nhạn rơi vào hồ nước, Tư Mã Tiêu mở mắt, đưa tay ra trước, bắt lấy ôm lấy eo của Liêu Đình Nhạn đang chìm xuống, đưa cô lên khỏi mặt nước. Chương 19. Thành kinh nghiệm tăng vọt. Tư Mã Tiêu nhìn Liêu Đình Nhạn đang thoi thóp trong lòng, bên khóe miệng vẫn còn vệt máu. Toàn thân run rẩy, khuôn mặt trước giờ hồng hào đã trở nên trắng bệch. Hắn đưa một tay ấn lấy bụng Liêu Đình Nhạn, chăm chú cảm nhận, lông mày dần dần nhíu lại. Hắn biết đây là gì, lần trước hắn còn cứu cô một mạng. Chỉ là lần đó, hắn nghĩ là đã hoàn toàn giải quyết xong, không ngờ lại vẫn còn chưa hết. Thông thường mà nói, máu của hắn phải áp chế được, dù có không được thì sau đó cô cũng đã ăn nhật nguyệt u đàm, cũng đủ để giải bất cứ thứ độc nào. Trừ khi cái thứ trong người cô hoàn toàn không phải ma độc như hắn nghĩ. Thủ đoạn của ma vực không dễ phá vỡ như hắn nghĩ. Chỉ là không phải cô là gian tế của ma vực sao? Tại sao hết lần này đến lần khác lại bị cái thứ này cắn trả? Tư Mã Tiêu ôm cô lên khỏi hồ nước. Liêu Đình Nhạn bị đặt trên đất liền đau đớn cuộn người lại, bị Tư Mã Tiêu ép phải thẳng người. Cô không mở nổi mắt,
chỉ cảm thấy mình sắp đau tới chết. Tư Mã Tiêu đánh vỡ chạn đèn lưu ly ở cạnh. Sau khi mảnh vỡ lưu ly trong suốt tách ra, ánh đèn huỳnh quang vàng nhạt ở bên trong lập tức hóa ra vô số đốm lửa bay khắp điện. Tư Mã Tiêu không để tâm đến. Hắn nhấn tay vào mảnh vỡ lưu ly, đưa bàn tay đầy máu tươi chặn lấy miệng Lưu Đình Nhạn. Nếu như một ít máu không chặn được thì cho cô uống nhiều thêm một tí. Máu thịt của tộc Phụng Sơn vốn là linh dược ghê gớm nhất trên đời, nhất là huyết mạch Phụng Sơn phụng dưỡng lửa linh sơn như hắn. Máu trong người ngày đêm bị lửa thiêng thiêu đốt, thuần túy hơn hết. Gần như không được tính là máu mà là thuốc. Dù là lúc trước khi tộc Phụng Sơn còn rất nhiều người thì cũng là quý báu nhất. Trước kia hắn vẫn chưa có năng lực lớn mạnh, không thể tự bảo vệ mình. Gần ấy người muốn có máu của hắn, nhưng hắn thà là giải lên trên đất cho một con rắn nhỏ bình thường cũng không bằng lòng cho những kẻ đó. Hiện giờ hắn tùy tiện cho Lưu Đình Nhạn như thế này còn không phải là một hai giọt. Nếu trưởng môn Sư Thiên Lũ thèm cắt bấy lâu mà biết được cái kiểu hào phóng này thì chắc sẽ đau đến chết mất. Lưu Đình Nhạn đau đến cắn răng nghiến lợi. Tư Mã Tiêu chặn lấy miệng cô cũng không đút xuống được. Máu tươi có chút ánh vàng men theo khóe miệng cô chảy xuống cổ. Tư Mã Tiêu bóp lấy cằm cô, dùng hai tay tách răng cô ra. Điều làm Tư Mã Tiêu phiền toái nhất là không được dùng sức quá mạnh. Nếu hắn không kiểm sức của mình, lại chỉ cần phút chốc là có thể bẻ rớt cả hàm răng của người nằm đó. Cả đời hắn chỉ giết người, mấy lần cứu người đều là vì cô. Tự hắn còn cảm thấy kỳ lạ. Không dễ dàng gì mới tách được miệng của Lưu Đình Nhạn, định nhét ngón tay vào miệng cô. Nhưng hắn cứ hơi buông tay cô lại vùng vẫy. Tư Mã Tiêu không có kiên nhẫn đến vậy. Hắn cắn thẳng vào vết thương trên cổ tay mình, ngậm một ngụm máu chặn lấy miệng cô rồi dẫn toàn bộ vào, rót vào tận mấy lần. Có thể là do quá nhiều rồi, khuôn mặt trắng bệch của cô nhanh chóng hồng hào trở lại, thậm chí còn đỏ quá mức, cứ như bị ném vào nước nóng luộc chín vậy. Ây da, cứu người còn khó hơn giết người nhiều, Tư Mã Tiêu cảm thán. Hắn lấy ra cái túi gấm từ trong người Lưu Đình Nhạn, lấy ra mấy cánh hoa Phụng Sơn huyết, nhét luôn vào miệng cô, đỡ lấy cằm để cô nuốt xuống. Máu của hắn nhiều quá chịu không được thì thêm hẳn cho cô một ít tu vi, thế này là tự động hết chuyện. Tư Mã Tiêu đơn giản thô bạo lên tay, không chỉ tươi tắt thực cốt trùng cho người Lưu Đình Nhạn mà còn khiến tu vi của cô từ tầng luyện khí thấp nhất thăng vượt chóng mặt, bỏ qua cả trúc cơ, kết đan và nguyên anh, lên thẳng một mạch đến bậc hóa thần, còn cao hơn một cảnh giới lớn, 6 cảnh giới nhỏ so với tu vi của sư phụ Động Dương chân nhân của cô. Người ở bậc hóa thần, dù là ở nơi như canh thần tiên phủ này, tu vi của cô cũng có thể trở thành mạch chủ của một nhánh nhỏ. Người khác tu luyện 3-4.000 năm, còn cô chỉ cần 3 canh giờ. Canh thần tiên phủ được gây dựng ngần ấy năm, số người may mắn như cô không vượt quá đầu ngón tay. Dù gì số người tùy tiện lại không kiêng kỵ gì như Tư Mã Tiêu cũng không có nhiều. Mỗi lần hôn mê tỉnh lại, đều thấy thanh kinh nghiệm của mình lên một nấc to. Lưu Đình Nhạn từ trên giường ngồi dậy, cả người lờ đờ. Cô phát hiện trong tiềm thức của mình có thêm một bông hoa nhỏ màu đỏ, dáng vẻ rất giống đóa sen đỏ kia. Lấy bông hoa nhỏ này làm trung tâm, trong cơ thể có thêm một không gian rộng lớn lạ thường. Cô nghiêng nghiêng đầu, phát hiện tiềm thức của mình có thể xuyên qua đại điện và vách tường, nhìn thấy phong cảnh bên ngoài. Cô có thể cảm nhận được cử động của rất nhiều sinh vật xung quanh. Cứ như bỗng chốc có thêm Lý Nhãn, còn có cả Thuận Phong Nhĩ. Không chỉ tỉnh táo hơn gấp trăm lần, thân thể uyển chuyển, thậm chí còn cảm thấy mình có thể bay, có thể làm được rất rất nhiều việc, rời non lấp biển chỉ cần trở tay là được. Sao mình đã trở nên ghê gớm vậy? Lưu Đình Nhạn thầm nghĩ, tự nắn nắn đầu, cúi đầu nhìn người nằm cạnh. Tư Mã Tiêu nằm cạnh cô, khuôn mặt vẫn trắng bệch như cũ, môi lại không còn đỏ nữa. Thường thì môi hắn có màu đỏ, chỉ là lần đó hắn lấy máu nuôi hoa sen bên đầm, cho nên đã chút bỏ mất màu đỏ, hiện tại rất giống với lần đó. Đây là hắn, là biểu hiện của việc thiếu máu. Trông hắn rất không thoải mái, đặt một tay lên bụng cô. Lưu Đình Nhạn nhìn thấy vết thương trên cánh tay đó thì vô thức liếm môi. Tối qua cô đau suýt chết, nhưng lại không hoàn toàn ngất đi. Những chuyện xảy ra cô cứ cảm thấy mơ hồ, hình như là lại được Tư Mã Tiêu cứu. Những cảm giác lạ thường hiện giờ trong người cô đều là được hắn cho. Lưu Đình Nhạn im lặng rất lâu, trong lòng thấy phức tạp. Cô đến với thế giới này một cách khó hiểu. Trước giờ chỉ sống ngày nào hay ngày ấy, bởi cô chỉ coi mình như khách du lịch qua đường ở đây. Thế giới này có lớn, có đẹp tới đâu, đều không phải nhà của cô. Thậm chí thân thể này cũng không phải là của cô.
Cô cũng chẳng có gì để đồng cảm với thân phận này. Cô cảm thấy mình đang nghỉ mát ở đây, sống vật vờ qua ngày, sớm muộn cũng sẽ trở về thế giới của mình. Vậy nên đã lâu như thế, ở cái thế giới tu chân này, cô chưa từng tu luyện cho đàng hoàng. Dù có lấy được bông hoa tăng tu vi kia của Tư Mã Tiêu thì cũng không ăn thử. Hiện giờ tu vi tăng vọt, cô mới có hơi cảm thấy bản thân thật sự đã bước vào thế giới kỳ lạ này. Trước kia cô cứ như đùa, coi Tư Mã Tiêu là sếp mình, thành thật ở cạnh hắn. Nhưng thật ra nếu có thể lựa chọn, cô sẽ không theo hắn, vì đây là một nhân vật nguy hiểm. Cô đã nhiều lần thấy hắn giết người, luôn không bằng lòng với thái độ của hắn. Dựa theo tiêu chuẩn của xã hội hiện đại, hắn hẳn là một tên tồi tệ, vô đối. Nhưng ở thế giới này, chính cái tên tồi tệ này đã cứu mạng cô hết lần này tới lần khác. Lưu Đình Nhạn chạm chạm bàn tay lạnh băng trên bụng mình. Vết thương trên đó rất lung tung, hoàn toàn chưa được xử lý. Vết thương như thế này đối với những người tu tiên bình thường khác sẽ rất nhanh hồi phục. Thế nhưng vết thương trên người Tư Mã Tiêu lại không hề đỡ hơn chút nào. Trên đời này, chẳng mấy ai có thể làm ta bị thương. Nhưng mà thể chất ta đặc biệt, vết thương không dễ lành lại. Tư Mã Tiêu không biết đã tỉnh từ bao giờ. Nhược điểm như vậy, anh nói tôi nghe làm gì chứ? Áp lực tự nhiên càng lúc càng lớn, cảm thấy bản thân mình hoàn toàn bước vào phe phản diện. Có biết người uống của ta bao nhiêu máu không hả? Lưu Đình Nhạn bịt chặt miệng, trước đó còn không cảm giác gì. Giờ nghe nói như vậy, mình thật sự đã uống máu người. Dám nôn ra là ta sẽ giết người. Sắc mặt của Lưu Đình Nhạn không tốt mấy. Thật sự không hiểu vì sao máu của người trong thế giới huyền huyễn lại có thể làm thuốc trị bệnh cứu người. Theo khoa học hiện đại thì uống máu người chẳng có tác dụng gì cả. Nhưng mà đại ma đầu thế giới huyền huyễn không có nói chuyện khoa học với cô. Hắn ngồi dậy nhích lại gần, đưa cái tay bị thương nhấn lấy cằm Lưu Đình Nhạn. Tu vi của ngươi đã đến bậc hóa thần rồi. Sao? Giờ có muốn giết ta không? Buff nói thật, bật. Không muốn. Muốn tăng tu vi nữa không? Không muốn. Nói thật thì đột nhiên biến thành người tu tiên lợi hại như vậy, cứ như có được máy móc tối tân vậy, nhưng lại không biết cách sử dụng, chỉ có thể cẩn thận mò mẫm, trong lòng vẫn khá nhát. Vậy muốn rời khỏi ta không? Không muốn. Đợi đã, không đúng, tại sao câu trả lời cuối cùng lại là không muốn chứ? Lưu Đình Nhãn kinh ngạc nhìn Tư Mã Tiêu chằm chằm, hốt hoảng với câu không muốn cuối cùng của mình. Chẳng lẽ cô đã bị cuộc sống mục nát sa đọa ăn mòn tới nước này? Tư Mã Tiêu cũng hơi ngẩn người, buông tay khỏi khẳm cô, tựa lên gối, ánh mắt kỳ lạ. Người muốn dùng mỹ nhân kế với ta đúng không? Lưu Đình Nhạn cực kỳ dứt khoát. Không. Được thôi, chứng minh trong sạch cho mình được rồi. Nhưng mà mình đã làm cái gì để hắn nghĩ như vậy chứ? Lưu Đình Nhạn tự hỏi, bản thân thật sự không có ý định muốn ngủ với hắn. Vậy thì tốt. Dứt lời hắn liền kéo Lưu Đình Nhạn sang, ôm lấy cô cứ như thể đang ôm cái gối mềm mại ấm áp, nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Ủa, tổ tông? Đợi chút, nói không phải mỹ nhân kế là ngài yên tâm kéo tôi đi ngủ như vậy đó hả? Nếu đã vậy, ngài còn hỏi làm chi? Hỏi để nếu cô có ý định muốn ngủ với hắn, thì Tư Mã Tiêu sẽ nghiền chết cô. Nếu không có tư tưởng đó, thì hắn sẽ lấy cô làm gối ôm. Lưu Đình Nhạn không ngủ được, tinh thần cô có chút không như ngày thường. Nằm đó như cái gối ôm của người khác, suy nghĩ của cô lại lạc đi tận đâu. Người bình thường ngẩn người thì chỉ là ngẩn người thôi, nhưng với người tu tiên bậc hóa thần, cô vừa thất thần thì tiềm thức đã chạy ra ngoài. Đó là một thế giới rất mới lạ. Lưu Đình Nhạn có thể nhìn thấy kiến trúc và cỏ cây khắp Bạch Lộc Nhai. Tất cả mọi thứ đều hiện rõ mồn một trước mặt cô. Cô nhìn thấy hạc bay trên trời, lòng thoáng động đậy liền hoàn toàn bị kéo tới đó. Cứ như cả người cô dính sát cạnh bầy tiên hạc, còn có thể cảm nhận được gió thổi trong không khí. Chớp mắt lần nữa, cô đã đến đường thác nước dưới Bạch Lộc Nhai, nhìn thấy hoa phong lan mọc lên từ khe hở ở thác nước. Nhìn thấy thác nước, ánh cầu vồng và tóe nước lên dưới ánh mặt trời. Cô thấy con rối đi lại trong hành lang cung điện, thấy mãng xà đen cuộn người ngủ trên cây cột. Cột rất trơn, nó ngủ mà cứ tuột xuống dưới, trượt xuống dưới rồi lại tỉnh lại, lại bò lên. IQ rõ là không ổn. Lưu Đình Nhạn như có được đồ chơi mới, tiềm thức cứ đi loanh quanh ngắm nhìn Bạch Lộc Nhai. Cô nhìn ngắm một lúc, cảm thấy muốn ra ngoài xem thử. Tiềm thức liền hướng ra ngoài như mây. Bỗng cô thấy gò má lạnh lạnh, mở to hai mắt, tiềm thức bay lung tung như gió cũng về lại trong tích tắc. Bàn tay lạnh lẽo của Tư Mã Tiêu áp lên mặt cô, hắn vẫn nhắm mắt. Đừng có chạy lung tung ra ngoài, ở Bạch Lộc Nhai có ta, thần thức của những kẻ khác không dám tới đây. Người mới có thể tùy tiện dao động thần thức như vậy. Ra khỏi Bạch Lộc Nhai,
Bên ngoài không biết có bao nhiêu thần thức của bao nhiêu kẻ dòm ngó như hổ rình mồi. Với cái bộ dạng yếu ớt này của ngươi mà ra ngoài đó, đụng chung bất cứ người nào cũng lập tức biến thành ngớ ngẩn. Thần thức là cái ban nãy sao? Liêu Đình Nhạn ngoan ngoan ồ một tiếng. Skill này không chơi được thì chơi kiểu khác. Cô nằm đó nhìn cái đèn lưu ly lơ lửng ở bên cạnh, chớp chớp mắt. Đèn lưu ly kia liền lơ lửng trôi tới theo tiềm thức của cô. Cô đưa tay đón lấy cái đèn, hí hửng nghĩ rằng sau này nằm trên giường muốn ăn gì thì lấy cái đó, không cần đứng dậy đi lấy nữa. Chỉ cần nghĩ tới thì thứ đó đã xuất hiện. Cô liếc nhìn Tư Mã Tiêu bên cạnh, thấy hắn không phản ứng gì, bèn móc ra túi gấm nhỏ của mình, lấy đồ ăn bên trong ra. Cô bỏ không ít thức ăn bên trong, đều là do con số chuẩn bị. Lúc này tuy là cô không đói, nhưng muốn thử skill lười biếng này. Xiên trái cây trông như nho, to cỡ móng tay lơ lửng trong không trung. Liêu Đình Nhạn từ trên cành ngắt xuống từng trái đưa đến miệng mình. Cô như gà con mở miệng chờ trái cây rớt vào miệng. Trái cây đến bên miệng đột nhiên lại đi sang phía bên cạnh, dâng tận miệng Tư Mã Tiêu. Khi không lại bị cướp miếng ăn giữa đường, Liêu Đình Nhạn rất ngạc nhiên. Tên tổ tông này không ăn uống mà. Tư Mã Tiêu nhai trái cây trong miệng, mở một con mắt nhìn cô. Người là hóa thần dởm hả? Chặn đại mà cũng lấy được nữa. Chương 20. Cảm thấy cuộc đời như đạt đến đỉnh cao. Cướp đồ ăn của tôi rồi còn chế giễu tôi. Đờ mờ, anh là học sinh tiểu học hay gì? Liêu Đình Nhạn thầm nghĩ. Cái thân thì có máu mặt, tôi còn phải gọi là sư tổ mà lại ngồi đây ăn hiếp tay non. Lại còn có mặt mũi nói chuyện nữa chứ. Cô lại sử dụng đến năng lực của mình, lọ mọ điều khiển thứ quả đang trôi lơ lửng. Hôm nay cô không ăn được một quả là không được. Đáng tiếc, tổ tông bên cạnh cô chán nản cùng cực cũng đi nhây với cô. Mỗi lần thứ quả kia sắp rơi xuống bên miệng, cô cũng đã há ra chờ đợi, thì lại đột nhiên bị kéo mất. Tư Mã Tiêu ăn quả của cô, lại còn nhìn cô giễu cợt. Thử cả 6 lần, lần nào cũng nửa đường bị lủng mất. Liêu Đình Nhạn quyết định bỏ cuộc. Cô nhanh trí đưa quả sang miệng Tư Mã Tiêu. Với hiểu biết của cô về tên tổ tông này, đồ dâng tới miệng hắn lại sẽ không ăn. Quả rơi bên miệng Tư Mã Tiêu, hắn liền ăn mất. Đoán sai mất rồi. Sư tổ thích ăn cái này hả? Liêu Đình Nhạn gượng cười. Không thích, ngọt ngây. Không thích thì ăn làm mẹ gì hả? Liêu Đình Nhạn nảy ra ý định, đưa mấy chục quả trôi đến bên miệng Tư Mã Tiêu. Ăn đi cho bà đây. Anh ăn cho đã luôn đi. Cuối cùng mấy quả kia còn chưa chạm tới môi hắn đã bắn người trở về, chát đầy mặt cô. Má nó chứ, tức ghê á. Cô đột nhiên nghe Tư Mã Tiêu bên cạnh cười thành tiếng, lòng thầm lạnh nhạt. Anh nghĩ tôi giỡn với anh hay gì? Cười cái quần què ấy. Cô không muốn để ý cái đứa học sinh tiểu học này lắm, tiếp tục mày mò năng lực của mình, gom tụ được một quả cầu nước nhỏ, định dính chúng lên mặt như mặt nạ, rửa sạch nước quả trên mặt. Cô không thành thục lắm, cẩn thận tỉ mỉ điều khiển khối túi nước tới lui trên mặt, rửa sạch. Cảm giác này cực kỳ thoải mái, da mặt thanh mát lại dễ chịu, rửa mặt xong cứ như đắp mặt nạ nước vậy. Ấy, nếu như thế thì lần tới có thể gom nước thánh thêm vào tí gì đó để dưỡng da rồi đắp lên mặt, không phải đã là đắp mặt nạ rồi sao? Tuy là tu vi cao vậy rồi, hình như không cần mấy thứ như mặt nạ nữa, nhưng vẫn muốn có dùng thử. Cô thử dán một lớp mặt nạ nước lưu động trên mặt. Tư Mã Tiêu bên cạnh phất tay bóc đi của cô. Người làm cái gì vậy? Sao lại phải ép nước thành một lớp dán lên mặt thế này? Liêu Đình Nhạn lại trở tay làm cái khác, dán mặt nạ. Cô tự dưng ngứa tay, làm luôn cho Tư Mã Tiêu một cái đắp lên mặt. Làm vậy để làm gì? Cấp nước cho da đó, Liêu Đình Nhạn trả lời. Tư Mã Tiêu lại cảm thấy mình không hiểu trong đầu người này đang nghĩ cái gì nữa rồi. Nếu bây giờ mà dùng chân ngôn chi thể hỏi cô thì chắc lại là câu trả lời dị hợm nào đó. Liêu Đình Nhạn nhìn thấy bàn tay đang nắm mặt nạ còn bị thương của hắn. Cô nhìn thấy vết thương này lại cảm thấy có chút thiếu tự do. Im lặng một lát, đợi đến khi Tư Mã Tiêu lại nhắm mắt lần nữa, cô lén lút đưa tay tới, định thử chữa trị. Nhưng linh lực của cô truyền vào lại một đi không trở lại. Được rồi, bỏ cuộc thôi. Nhưng mà cứ nhìn vậy thì chướng mắt kê. Cho là không chữa được đi, thì ít nhất cũng phải băng bó cái chứ. Cô nghĩ đến băng keo cá nhân, quyết định làm một cái to. Trong túi gấm có lá của một loại thực vật lúc trước mang tới từ Thanh Cốc Thiên. Một sư huynh không nhớ tên gì, nói lông tái ngã bị thương có thể dùng, vậy là vết thương cũng có thể dán. Cô mò được một cái lá lớn, xén vớt một ít, dán lên vết thương của Tư Mã Tiêu, sau đó đắp lên một lớp linh lực cực mỏng,
giữ chặt chiếc lá vào vết thương, làm thành một miếng băng keo cá nhân cực lớn phiên bản huyền huyễn. Tự nhiên cảm thấy mình thật ghê gớm, còn có thể tự mình mày mò ra vô số cách chơi. Cô nhắm mắt lại, lại đưa thần thức lượn ra ngoài cung điện, thử điều khiển ở khoảng cách xa. Không được bao lâu, vòng hoa đỏ thẫm trên bạch lộc nhai bay vào từ cửa sổ. Lưu Đình Nhạn đưa tay bắt được, cô dùng tiềm thức điều khiển ép mấy cánh hoa đỏ thành nước, tiện thể sơn móng tay đỏ cho mình. Lưu Đình Nhạn ngồi trong này chơi với kỹ năng mới của mình, đám người bên ngoài thì lại thấp thỏm phập phồng, vì vị sư tổ trên bạch lộc nhai hôm nay vẫn chưa có động tĩnh gì. Sư phụ, Tử Tạng đạo quân hôm nay vẫn chưa tới Liền Nham Sơn Đài, lẽ nào là chuyện hôm qua làm hắn không vui? Sư Thiên Lũ ngồi trên ngọc tọa của mình khép mắt tu luyện, nghe đệ tử hỏi thì khẽ phất tay. Nếu hắn không vui thì đã nổi cơn tại chỗ ngày hôm qua rồi. Với hiểu biết của ta về hắn, hôm nay e là hắn gặp phải chuyện gì mới đóng cửa ở trên bạch lộc nhai không ra ngoài. Sư Chân Tự hỏi, sư phụ, lẽ nào không có cách gì quan sát được những gì phát sinh trên bạch lộc nhai hay sao? Nếu vậy thì chúng ta bị động quá. Tư Mã Tiêu có tính công kích rất mạnh, địa bàn của hắn tuyệt đối không cho phép bất cứ sự quan sát nào. Người nghĩ chúng ta không xếp tai mắt vào bạch lộc nhai, các cung mạch khác cũng không sao. Nhưng ngươi nhìn xem, có ai thành công chưa? Chẳng qua là tới nộp mạng mà thôi. Xung quanh Sư Thiên Lũ linh khí dày đặc, phập phồng theo hơi thở của lão. Lão nói chuyện không gấp gáp, giọng điệu còn có chút than vãn. Ai mà ngờ rằng một đứa trẻ nhỏ nhoi mà khi xưa các tiền bối nghĩ rằng có thể khống chế lại trở nên như vậy. Không chỉ thoát khỏi sự khống chế của họ, thậm chí còn cắn ngược lại gần đó người. Đúng là hung hãn tới mức khiếp sợ, thú dữ sắp chết đúng là không đụng vào được. Sư Chân Tự không nói gì về việc này, gã là con cháu của mạch họ Sư, biết được khá nhiều sự việc. Chuyện về sự dao động xảy ra 500 năm trước, gã cũng biết được phần nào. Nếu không phải do sai sót lần đó thì hiện giờ họ cũng không tới mức khoanh tay bó gối với vị Từ Tạng đạo quân này như vậy. Ra lệnh cho ngươi đi điều tra Liêu Đình Nhạn kia, đã có tin tức gì chưa? Sư Thiên Lũ hỏi. Sư Chân Tự khom người, đã có một ít manh mối, chỉ là vẫn chưa điều tra rõ được sau lưng cô ta rốt cuộc là kẻ nào. Sư phụ, chắc chúng ta phải chờ đến khi điều tra ra được thân phận của cô ta, nắm được điểm yếu của cô ta trong tay rồi thì mới dễ khống chế. Chân Tự, ngươi nghĩ sai rồi, thân phận của cô ta thì không có điểm yếu cũng dễ dàng khống chế. Ta không quan tâm kẻ nào đứng sau lưng cô ta, điều duy nhất ta quan tâm là Tư Mã Tiêu, nhanh chóng tiếp cận cô ta. Ngày mai nếu Tư Mã Tiêu vẫn chưa xuất hiện thì lệnh cho Động Dương Chân Nhân đến cầu kiến. Một là để dò thám, hai là để y gửi giúp chúng ta một bức thư. Sư Chân Tự nói, vâng, Đồ Nhi đã hiểu. Liêu Đình Nhạn bị ôm lấy mà ngủ cả ngày trời. Trời sắp tối, Tư Mã Tiêu mới mở mắt, để chân trần ngồi bên giường một lúc. Liêu Đình Nhạn thấy hắn dày dày mi tâm, đoán là hắn chắc đang đau đầu. Lúc ở Tam Thánh Sơn cô đã nghi ngờ đầu hắn có vấn đề. Câu này không phải đáng mắng chửi, mà là miêu tả khách quan thôi. Cô còn cảm thấy chính vì đầu quá đau, cho nên hắn hoàn toàn không để ý tới vết thương trên tay. Có thể so ra thì cái đau trên tay chẳng đáng là gì. Tâm trạng hắn có vẻ cũng không được tốt, không nói tiếng nào đứng dậy rồi đi về phía cái hồ nước trong điện. Hắn vừa đi vừa phẩy ngón tay, khí lạnh dày đặc lại tràn vào trong hồ. Trông thấy hắn sắp bước vào đó ngâm mình, Lưu Đình Nhạn nhìn tay hắn, hơi động nhẹ. Luồng linh khí cuộn sang đó, băng lấy vết thương của hắn. Tư Mã Tiêu khựng lại, nhấc tay lên xem. Trước đó Lưu Đình Nhạn đã dùng một thứ lá được gọi là bách ích thảo để băng vết thương cho hắn. Luồng linh lực phủ lên hiện giờ là để ngăn nước vào. Hắn vẫn không có phản ứng gì cả, ngâm cả người vào nước. Lưu Đình Nhạn đợi một lúc, không thấy hắn có phản ứng gì khác liền lập tức lượn ra khỏi cung điện kia. Tự do rồi. Cô hào hứng nhào tới bên lan can, nhìn độ cao bên dưới mà nóng lòng muốn thử. Hay là thử bay ở đây? Không không không, cái này cao quá, kiếm chỗ khác thấp hơn thử vẫn hơn. Cô đến cái bậc bên cạnh thử bay, còn dễ hơn trong tưởng tượng của cô. Thân thể này mềm mại uyển chuyển hơn hẳn trước giờ. Trong lòng cũng không có nỗi sợ hãi bay lên của người thường, chỉ cảm thấy rất vui sướng. Cô nhẹ nhàng vọt về trước, lơ lửng trong không trung. Quay đầu lại nhìn cung điện trên bạch lộc nhai. Cung điện lộng lẫy, được xây trên núi đang ánh lên vô số trạng đèn lưu ly. Cây hoa xung xuê đong đưa, ánh chiều tà rọi xuống, tất cả đẹp như cảnh trong mơ. Ô, mình bay được rồi này. Lưu Đình Nhạn mặt mày sáng rỡ, bay về phía cao nhất trong cung điện. Đứng trên đỉnh tháp lưu ly cao nhất, nhìn ra sông núi ngoài bạch lộc nhai.
Ngoài xa là thành phố mà các gia tộc thuộc canh thần tiên phủ sinh sống, lên đèn rực rỡ, có chút giống với buổi tối ở thế giới mà cô sống. Nhưng các loại tiên thú tọa kỵ với những đệ tử ngự kiếm như sao bay, bay qua bay lại trên trời lại khiến cho thế giới này kỳ ảo lạ thường. Cô ngừng một mình ở đó ngắm nhìn chân trời, tu vi đã cao lên. Giờ cô có thể xem được những nơi rất xa, trên bầu trời, ở những nơi khác, có rất nhiều loài chim tiên thú bay tới bay lui. Cô còn trông thấy những con tàu trên không được trang trí bằng vô số dải lụa hoa, ngựa xe, vờn bay được gắn đầy hoa đăng muôn hình vạn trạng. Kỳ lạ nhất là một căn gác 3 tầng có vườn hoa đựng vô số chim nhạn trắng kéo tới, lúc bay trên không. Quanh căn gác còn có chim thái điểu bay lấy, kêu hót dân trời. Trong căn gác hình như còn có người đang dự tiệc, còn có người đang ca múa. Căn gác trên không gì thế này, biết hưởng thụ ghê, ngưỡng mộ thật đấy, có chút muốn lên đó xem. Giờ cô mới phát hiện thì ra trên trời cũng khá là nhộn nhịp, trước đây không nhận ra là vì khi đó tu vi của cô không đủ để nhìn xa tới vậy. Cũng bởi vì khoảng cách Bạch Lộc Nhai bên này hết sức yên tĩnh, chẳng có ai dám bay tới bay lui ở trên này. Giờ thì chỉ có mình cô dám bay lượn loạn xạ trên này, có chút thích thú kiểu cáo mượn oai hùng. Cô nhìn độ cao chênh lệch bên dưới, chạy nhanh mấy bước về trước, nhảy xuống dưới. Tiếng gió thổi vù vù bên tai, đám mây bị cô kích thích cuộn lại vào nhau. Lưu Đình Nhạn đạp lên đám khói trăng hư vô ấy, bay xuống thác nước bên dưới. Cô lượn qua cạnh thác nước, cánh tay thon dài sượt qua dòng nước, còn hái lấy một nhành hoa bên mạn thác. Cô có thể bay lượn trên trời, có thể đạp lên ngọn cây, có thể cưỡi lên mình những con hươu trắng chạy cực nhanh trong núi, còn có thể bắt được tiên hạc bay trên không, dọa chúng kêu la ỏm tỏi. Làm thần tiên sao mà vui vậy cơ chứ? Chơi đủ rồi tạm thời xuống lại ăn bữa cơm. Tuy là bậc tu vi này đã không còn thấy đói nữa, nhưng vẫn thèm thuồng đồ ăn ngon. Không sao, vậy nên vẫn phải ăn tối. Đám con rối như thường lệ vẫn dọn lên cho cô rất nhiều món ngon, cùng với một bức thư giống hệt như hôm qua. Nụ cười của Liêu Đình Nhạn biến mất trong tích tắc. Má nó chứ, lại tới nữa. Cô nghi ngờ cơn đau rất dâu hôm qua có liên quan tới chủ nhân của bức thư này. Tâm trạng nặng nề mở ra, bên trên có viết: giờ tí, dưới Bạch Lộc Nhai, bên cây phượng tím, nếu không tới thân phận của ngươi sẽ bại lộ, còn ngươi sẽ không sống qua nổi 3 ngày. Mình còn có cái thân phận dị hợm nào nữa? Liêu Đình Nhạn nghịch người, cảm giác này không ổn lắm ấy. Cô không phải chỉ là con ngỗng bình thường gặp may thôi sao? Sao còn phải thiết lập câu chuyện thần thế nữa chứ? Thông thường mà nói thì cái tình hình này đa phần là có phản diện muốn kiếm chuyện. Hiện giờ cô đang suy nghĩ rốt cuộc cái kẻ đưa thư này là phản diện hay cô là phản diện. Đang ngẫm nghĩ thì một cánh tay từ đằng sau chìa tới, giành lấy bức thư trong tay cô. Từ Mã Tiêu đang nắm lấy bức thư, thư trong tay hắn rơi thành cánh hoa. Sau khi bị hắn đạp dưới chân thì cũng bốc hơi khỏi đó, tới mảnh vụn cũng chẳng còn. Liêu Đình Nhạn nhìn gương mặt không dễ chịu của hắn, tự dưng chột dạ. Tuy là cô không biết rốt cuộc mình đang chột dạ cái gì. Người đi đến chỗ hẹn đi. Chương 21. Hẹn riêng. Giờ tí dưới Bạch Lộc Nhai. Nơi này thuộc địa phận ven rìa của Bạch Lộc Nhai. Hơi nhích vào trong một tí sẽ chính là nơi được bao phủ bởi thần thức của Tư Mã Tiêu. Không ai dám tùy tiện bước vào. Hơi ra phía ngoài một khoảng là một cây phượng tím lớn. Ra đến đây đã không thuộc địa phận Bạch Lộc Nhai nữa, cũng ra khỏi phạm vi thần thức của Tư Mã Tiêu. Viên Thương mặt mày hậm hực đứng đợi dưới gốc cây. Nếu qua hôm nay mà Liêu Đình Nhạn vẫn chưa tới, y sẽ cân nhắc việc xử lý người này. Nếu chó mình nuôi không cắn địch thì phải phòng việc nó sẽ quay đầu cắn chủ. Tiếng bước chân xào xạc từ xa vọng tới, người đến không có ý muốn che giấu bản thân, chỉ duy nhất một mình. Viên Thương bước ra từ bóng tối, đưa mắt nhìn Liêu Đình Nhạn, giọng điệu rất khó chịu, u ám gắt gỏng. Để ta đợi lâu thật đấy, liên lạc lần một lần hai cũng không thấy đâu, một tí tin tức cũng không giao tới. Ngươi bây giờ trèo được lên cao rồi, coi bộ sắp chuẩn bị dứt áo ra đi rồi đúng không? Cái gì vậy trời? Bạn trai bạn gái bất hòa rồi nói năng công kích nhau. Quả đúng là đàn trai biết đàn gái thay lòng. Gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Cuối cùng hẹn gặp đàn gái lại tới trễ, bị đàn trai trách móc. Cái mùi chuẩn bị gây lộn đây mà, chân thật dữ vậy. Ấy cha, thằng ông nội bạn trai của cái xác này hết đường mà chạy. Cô nghĩ tới tên tổ tông có thể đang đứng sau lưng mình coi hát tuồng, dáng trấn tĩnh, tỏ ra lạnh lùng sang chảnh. Chúng ta đã kết thúc rồi, sau này ngươi đừng đến tìm ta nữa. Mấy lời Viên Thương nói ra chỉ là mỉa mai thôi,
Y không ngờ con chó nhà Liêu Đình Nhạn lại không coi chủ nhân là hắn ra gì, nhất thời tức đến bốc khói, nghiến giọng: "Ngươi đừng quên, mạng của ngươi còn đang trong tay ta. Cảm giác động thực cốt phát tác hôm qua có ổn không?" Liêu Đình Nhạn cũng nổi điên: "Quả đúng là thằng mất nết này giờ cho, quả đúng là mày làm bà đây đau gần chết. Cái thứ đàn ông yêu không được, đáp lại liền sinh ra thù hận, còn dùng thuốc độc kỳ dị để khống chế bạn gái này. Chủ nhân cái thân này đúng là đuôi rồi mới đâm đầu vào. Đến tên tổ tông đam mê giết người còn tốt hơn hắn. Xem cô hôm nay nhất định phải giúp Đường Sử chấm dứt tình cảm. Cái thứ rác rưởi chỉ biết dùng thủ đoạn khống chế người khác như ngươi, không ai thèm theo ngươi là đáng đời lắm, còn dám đe dọa ta, đúng là không biết xấu hổ. Ai mà sợ ngươi, giỏi thì tới đây." Tuy Liêu Đình Nhạn chưa có kinh nghiệm cãi nhau với bạn trai, nhưng các bước chửi mắng cơ bản cũng biết được chút ít. Cô dám nói như vậy, lẽ nào không sợ chết hay sao? Viên Thương bị cô chọc giận, lấy ra lục lạc sinh mệnh của Liêu Đình Nhạn, không chút do dự bóp nát cái thứ hai, chuẩn bị cho cô biết mặt. Hắn đã lộ ra nụ cười lạnh, chuẩn bị xem cảnh Liêu Đình Nhạn đau đớn lăn trên đất rồi. Nhưng qua cả một lúc lâu, vẫn chẳng có gì xảy ra, chỉ có tiếng tán cây phượng tím xào xạc rung theo gió. "Cái gì vậy? Lục lạc? Cái linh vật sinh mệnh này sao không còn tác dụng nữa rồi?" Lúc này đây Viên Thương mới cảm thấy chẳng lành. "Ngươi, thế này là thế nào? Ngươi đã giải được động thực cốt rồi?" Liêu Đình Nhạn thật ra cũng chả biết là chuyện gì với chuyện gì, nhưng cô biết chắc chắn là hôm qua tên tổ tông đã giúp cô giải quyết vấn đề, lại không nhìn được gắn thẻ người tốt cho Từ Mã Tiêu. Tuy là nhìn chả tốt lành gì, nhưng với cô thì quả thật là một người tốt. "Sao ngươi có thể giải được độc thực cốt? Nhất định là Từ Tạng Đạo Quân, là Tư Mã Tiêu giải độc cho ngươi có đúng không?" Ánh mắt Viên Thương nhìn cô trở nên rất kỳ quặc, hết sức khó tin. "Hắn đã giải độc thực cốt cho ngươi, cũng có nghĩa là đã biết thân phận của ngươi rồi, vậy mà lại không giết ngươi?" "Mình rốt cuộc có thân phận gì?" Liêu Định Nhạn thầm chột dạ mở miệng nói. "Sư tổ không thèm để ý đến thân phận của ta. Ngài anh minh sáng suốt, tính tình rộng lượng, sao lại tính toán mấy chuyện này với ta được? Nói chuyện cứ như thiệt vậy á." Ánh mắt Viên Thương nhìn cô lại càng dị hoặc hơn. "Không ngờ ngươi còn có bản lĩnh này, lại có thể khiến hắn không màng thân phận. Đúng là ta đã xem thường ngươi rồi." "Ôi cha, chua chát chưa kìa. À mà đúng rồi, bạn gái cũ của ông đi kiếm tình mới rồi, tức chết chưa hả? Chuyện này giữa chúng ta đến đây là hết, sau này tốt nhất là ngươi đừng có đến chọc tới ta." Viên Thương nào có chịu ngậm cục tức lớn tới vậy. Ban đầu y hợp tác với ma vực, gài Liêu Đình Nhạn vào canh thần tiên phủ, lại động tay động chân đưa cô vào Tam Thánh Sơn. Bỏ ra nhiều công sức như vậy lại chả đạt được gì. Con ả này lại còn đạp lên đầu y lấy đà mà bay. Không làm gì được cho y thì đã không nói rồi, còn chơi cho y một vố. Cái thứ đàn bà gian trá còn có mưu mô như thế này, lỡ đâu ngày sau thân phận ả càng thêm vững chắc, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho y. Y không thể giữ lại một mầm mống tai họa như thế được. Từ Mã Tiêu không để ý tới thân phận của ngươi, vậy chẳng lẽ người khác trong canh thần tiên phủ cũng không để tâm hay sao? Nếu để trưởng môn với các cung chủ khác biết được, người nghĩ Từ Mã Tiêu sẽ còn bảo vệ được ngươi à? Hiện giờ tới thân hắn còn không lo xong, hùng hăng cũng chỉ được nhất thời thôi. Ngươi thật sự nghĩ rằng sau khi theo hắn là chuyện gì cũng phất lên hay sao? Viên Thương u ám mở miệng. Ngươi muốn thoát khỏi ta, chẳng dễ đến vậy đâu. Nếu ngươi không nghe ta phân phó, sau này chỉ càng chết thảm hơn thôi. Dù gì cô cũng từng là người của ma vực, nếu hắn báo lại việc xảy ra ở đây, phía ma vực cũng sẽ chẳng dễ dàng bỏ qua cho kẻ phản bội. Liêu Đình Nhạn chỉ cảm thấy coi thường, cái thứ đàn ông tệ dạng gì vậy? Bad boy ở thế giới huyền huyễn tu tiên với bad boy ở hiện đại đúng là cùng một kiểu, toàn dùng một thứ thủ đoạn khống chế bạn gái, dây dừa phiền phức rồi đe dọa. Nghe người phân phó, nghe cái quái gì chứ? Muốn kiếm chuyện cứ tự lách xác mà đi không ai cản. Thân phận ta là gì nói nghe thử xem, ta coi có ai tin ngươi. Người nói cho rõ cái thân phận ta ra xem. Viên Thường thấy dáng vẻ hống hách chưa thấy quan tài chưa đổ lệ của cô, cầm lên một chuỗi lục lạc chỉ còn lại một viên. Ngươi đừng quên, linh vật sinh mệnh của ngươi vẫn còn trong tay ta đây. Tuy là nó không thể khống chế ngươi, nhưng chỉ cần nó còn ở đây, thân phận của ngươi không còn gì để tranh cãi. Hắn còn chưa dứt lời thì đã cảm thấy trên tay trống không, lục lạc rơi vào tay của Liêu Đình Nhạn. Nghe hắn nói nghiêm trọng tới vậy, hình như là cái gì đó rất quan trọng. Phản ứng đầu tiên của cô là nhanh chóng muốn giành về, không ngờ lại dễ dàng bắt được tới vậy. Đồ vật quan trọng tới vậy, cái thằng cha này lại cầm hớ hay như thế, mới giật cái là giật được liền. Bộ bị thiểu năng hả? Mắt Viên Thường chừng đến muốn lòi ra tới nơi. Tốc độ của Liêu Đình Nhạn băng nãy cực kỳ nhanh, y còn chưa phát giác ra động tác thì cô đã
Cơ mà sao lại như vậy được? Tu vi của cô ta không phải chỉ là luyện khí thôi sao? Sao lại có thể giành được đồ trên tay tu sĩ bậc nguyên anh kỳ cuối như y chứ? Y phát hiện ra gì đó sai sai. Cẩn thận tra xét mới phát hiện mình lại không thể nhìn thấu tu vi của Lưu Đình Nhạn. Sao mà có thể thế được? Rõ ràng hôm qua cô vẫn còn là ở tầng luyện khí. Tuy là chưa thành thục kỹ năng, nhưng thành kinh nghiệm thì thật sự ngầu lòi. Lưu Đình Nhạn cũng cảm thấy đẳng cấp của mình bây giờ cao hơn đối phương nhiều. Lập tức xông xáo hơn hẳn, còn muốn cho y một trận. Lại là Tư Mã Tiêu. Hắn, không ngờ hắn lại vì ngươi mà làm đến nước này. Viên Thường nóng cả máu mắt, như sắp tự mình bốc khói mà chết đến nơi vậy. Viên Thường tức giận như vậy là có lý do. Hắn nhớ năm đó y cũng là con cưng của trời. Tiếc là sau này vì một sự cố lại bị sụt hạ tu vi, từ bậc hóa thần xuống còn nguyên anh. Bao nhiêu năm này ăn không biết bao nhiêu của quý, nhưng tu vi vẫn khó tăng lên lại. Kiếp này không còn hy vọng tiến thêm một bước nữa. Thế nên nản lòng, chán ngán một phen. Tâm tính càng hẹp hòi, dễ đố kỵ hơn. Bây giờ lại thấy con chó nhà mình nuôi để đi cắn người là Lưu Đình Nhạn một bước tới trời, thậm chí còn vượt qua cả mình. Y không chỉ ganh ghét tức tối mà còn cảm thấy hết sức nhục nhã. Đáng chết! Viên Thương bị kích động cực kỳ, trong tay xuất hiện một chuôi kiếm, đỏ mắt đâm tới hướng cô. Một con cá muối như Lưu Đình Nhạn bị Tư Mã Tiêu ép uổng lật mình, biến thành cá muối hai en mạ vàng. Tuy là có đẳng cấp rồi, nhưng Viên Thương bắt điên bất chấp mà động thủ. Cô vẫn có chút hoảng hốt. Động tác của Viên Thương quá nhanh không cho cô kịp nghĩ gì, lập tức đón đòn của hắn. Nhưng cô cảm thấy mình còn chưa đụng tới Viên Thương, đối thủ đã bay ào ra tít xa, đập trúng vào cây phượng tím rồi lăn xuống đất, bò trên đất một cách thảm thương. Mình bây giờ ghê gớm tới vậy sao? Ban nãy hình như chả có cảm giác gì cả mà. Lưu Đình Nhạn nhìn tay mình, rồi lại nhìn Viên Thương ở bên kia. Thằng cha này không phải bị cô đập chết rồi chứ? Tư Mã Tiêu đứng trên cây phượng tím, buông tay nhìn Lưu Đình Nhạn đang ngờ nghịch đứng đó, nắn nắn sau mũi mình. Đúng là hóa thần dởm, đến một tên nguyên anh cũng đánh không lại. Sắp xếp một gian tế ma vực thế này vào đây, cái tên này cũng chả phải thứ thông minh gì. Viên Thương thổ huyết, hung hăng nghiến răng chừng Lưu Đình Nhạn. Người nghĩ giết ta thì thân phận của ngươi không bại lộ hay sao? Lưu Đình Nhạn thắc mắc đầy đầu. Ủa, ban nãy ai ra tay trước vậy? Ai muốn giết ngươi? Nói chuyện cho đàng hoàng nha. Không ngờ, cuối cùng ta lại chết trong tay loại đàn bà như ngươi. Ta không cam tâm. Có ai muốn giết ngươi đâu chứ? Diễn hơi lố rồi nha. Tém tém lại dùng cái đi. Cô nhìn Viên Thương với ánh mắt khó tả, quay đầu bỏ đi. Viên Thương vẫn đang thổ huyết, thấy cô rời đi mới hét lên. Ngươi, đứng lại! Lưu Đình Nhạn quay đầu. Ngươi còn muốn nói gì nữa? Làm ơn làm phước nói hết một lúc dùng ta đi được không? Nửa đêm nửa hôm mạo danh người khác đến chia tay bạn trai cũ người ta, thiệt là mệt mỏi quá mà. Người phản bội ta có phải vì ngươi đã yêu Tư Mã Tiêu không? Đúng là nực cười. Cái loại máu lạnh tàn bạo như hắn, sớm muộn gì cũng sẽ giết ngươi. Nè, không có nha, ta không có. Ngươi đừng có mà nói năng bậy bạ. Lưu Đình Nhạn hồi hộp nhìn trước nhìn sau, không rõ tổ tông có lách theo không, có đang núp vách hóng chuyện hay không. Nếu mà để hắn nghe thấy mấy lời này, hiểu lầm cô thích hắn rồi làm sao đây? Cô lập tức ngắt lời Viên Thương. Câm mồm, đừng có mà nói năng lung tung. Người mỗi ngày đều nghĩ ba cái chuyện không đâu này, chắc chắn là mệt mỏi lắm. Khuyên ngươi về khám bệnh uống thuốc đi, tìm chỗ tu tâm dưỡng tính, đừng có tối ngày đi kiếm chuyện, dễ chết sớm lắm đó. Nói xong cô lập tức chuồn mất. Viên Thương lại hộc ra một ngụm máu. Mọi chuyện hôm nay đều nằm ngoài dự tính của y. Tên Tư Mã Tiêu kia sao có thể dung túng ả gian tế ma vực Lưu Đình Nhạn này? Không lẽ thật sự là bị sắc đẹp làm cho mù quáng? Không, không thể nào. Loại người như hắn sao có thể dễ dàng bị nữ nhân mê hoặc được? Nhất định là còn có chuyện gì mà hắn không biết. Người là huyết mạch của Viên gia. Viên Thương há hốc, quay đầu nhìn lên, nhìn thấy Tư Mã Tiêu mặc y phục màu đen đi ra từ phía sau gốc cây. Gia tộc từng căm ghét ma vực nhất, giờ lại cấu kết với ma vực. Người nực cười hơn người khác nhiều kia. Hắn đi tới trước mặt Viên Thương, nhìn thấy nỗi sợ trong mắt hắn trỏ vào trán hắn, nhắm mắt lại một thoáng tự nhủ nói. Thì ra là như vậy. Viên Thương không cách nào động đậy, cũng không mở miệng nói gì được, chỉ cảm thấy lúc ngón tay lạnh băng kia trỏ lên trán mình, tiềm thức với linh phủ của bản thân, lập tức bị cuồng phong quật lấy, thần hồn điên đảo, không chỉ cơ thể đau xiết mà hồn phách cũng muốn trôi đi mất. Tất cả bí mật của y đều bị người khác cưỡng ép thăm xét được. Thi thể của Viên Thương ngã ra trên đất, cả phần đầu bị nghiền nát, nhuộm hồng phiến hoa phượng tím,
Mùi tanh át cả hương hoa khiến cho người khác khiếp đảm. Chương 22: Thích giận lẫy. Trên đường quay về, Liêu Đình Nhạn trông thấy Tư Mã Tiêu. Hắn đứng bên một khóm hoa đỏ tươi, bóng người đen huyền như ác quỷ lượn lờ trong đêm đen. Không biết kia là giống hoa gì, mùi hương vô cùng nồng nặc. Ngửi nhiều còn thấy có chút nghẹt, không ngửi được bất cứ mùi gì khác nữa. Liêu Đình Nhạn đứng cách xa 7 thước mà hét: "Sư tổ, ngài vẫn chưa ngủ à?" Cô cảm thấy không gian đầy mùi chuyện kinh dị. Hơi thấp thỏm, hắn quay đầu qua sẽ không có mặt. Tư Mã Tiêu quay người, tay đang vò một bông hoa đỏ, mặt vẫn bình thường. Liêu Đình Nhạn phát hiện hình như hắn rất thích tiện tay vò nát cái gì đó, ví dụ như hoa hay quả, lại ví dụ như đầu của người ta. "Người đã lên bậc hóa thần rồi, còn cần phải ngủ hả?" Hắn đạp lên khóm hoa xinh đẹp kia mà bước tới, hoàn toàn không hề kiêng kỵ. Liêu Đình Nhạn thật thà nói với ông chủ: "Cảm thấy không cần thiết phải ngủ, nhưng mà tôi muốn ngủ, không cần ăn uống gì cả nhưng tôi vẫn muốn ăn." "Người đúng là dị hợm." Hắn vứt đại bông hoa bị vỏ nát dưới chân. "Quá khen á, sao mà dị hợm bằng mấy người được chứ?" Liêu Đình Nhạn nhớ tới việc ban nãy bèn lân la dò hỏi: "Khi nãy sư tổ nghe hết cả rồi sao? Vậy ngài cũng biết thân phận của tôi à?" "Ta biết từ lâu rồi, không ai có thể che giấu bất kỳ gì trước mặt ta cả." "Nhưng mà tới tôi còn chả biết gì hết cơ này." Liêu Đình Nhạn dò hỏi: "Vậy tôi có thân phận gì?" "Người tới là để giết ta." Tư Mã Tiêu nhích lại gần cô, đưa ngón tay lau môi cô. "Người nói xem, ta có nên giết người không?" "Hỏi vậy rồi trả lời sao đây? Giờ mà giết thì hôm qua uổng công cứu một phen rồi." Cô nghĩ mà đau cả đầu, muốn nhây cái gì đây chứ? Hơn nữa có thể nào bỏ ngón tay xuống rồi nói chuyện tiếp hay không? "Người đang nghĩ cái gì vậy?" Mắt Tư Mã Tiêu hơi ửng đỏ. "Ban nãy ngài vò hoa chưa rửa tay đã chét lên miệng tôi rồi." Câu trả lời thẳng thắn như vậy chỉ có thể là dính trưởng Búp nói thật. Tư Mã Tiêu tắt Búp nói thật, không muốn nghe mấy lời thật lòng phá nát bầu không khí này nữa. Hắn tiếp tục gặng hỏi cô theo đúng kiểu mấy tên phản diện: "Ta có nên giết người không?" Liêu Đình Nhạn hít một hơi: "Tôi cảm thấy không nên." "Ồ, tại sao lại thế?" "Tôi đã cải tà quy chính rồi, bây giờ tôi đã là người của phe sư tổ mà." Không ngờ sự chú ý của Tư Mã Tiêu lại va vào một chỗ kỳ quái. "Ta là bên chính hả?" Liêu Đình Nhạn lập tức sửa lời: "Tôi đã cải chính quy tà." "Sửa mồm cũng mau đấy." Nói tới cũng tức cười, hắn với ma vực bên nào chính bên nào tà cũng còn hơi bị khó nói. "Ban nãy ngươi thật sự là vô dụng hết sức, đến một tên nguyên anh cũng đánh không lại." Tư Mã Tiêu đột nhiên nói đến chuyện này. Lúc này Liêu Đình Nhạn liền hiểu ra tên bạn trai cũ ban nãy là do ai đánh bay. "Đúng đấy, tôi cũng thấy thế." Cô dáng gặng cười, chắc chắn là không so nổi với sư tổ lợi hại đến thế. "Hứ, mới làm hóa thần có một ngày, không có ai mà một lúc thuần thục tất cả các kỹ năng đánh lộn được hết." Tư Mã Tiêu nhìn chăm chăm nụ cười không hề giả chân của cô, cũng tự dưng bật cười, tóm lấy tay cô kéo về. "Giết thêm vài người là quen thôi." Liêu Đình Nhạn sợ mất mặt: "Đi đâu đấy?" "Tất nhiên là đưa người đi giết người rồi. Ta giết nhiều người lắm mới lợi hại được như vậy đấy." Hắn âm u nói. Liêu Đình Nhạn khuỵu xuống tại chỗ ngồi bệt ra đất. "Tôi không đi." Tư Mã Tiêu kéo tay cô, trông như bà mẹ kéo tay đứa con khó dạy trên phố. "Đứng lên." "Không, tôi không muốn giết người đâu." "Nếu ta một mực muốn người phải giết thì sao?" Liêu Đình Nhạn nằm lăn ra đất. "Vậy ngài giết tôi cho rồi." Tư Mã Tiêu sầm mặt. "Người nghĩ là thật sự sẽ không giết người đúng không?" Nói thật, Liêu Đình Nhạn thật sự cảm thấy hắn sẽ không làm vậy, bởi vì cô còn chẳng cảm thấy được nguy hiểm. Dù sao thì cô cũng sẽ không đi giết người. Vị tổ tông này thích làm gì thì làm, cô lo không nổi. Cô thì không giống vậy, chuyện cô không muốn làm thì có chết cũng sẽ không làm. Tư Mã Tiêu thật sự muốn cho cô một trường chết tươi. Trước đây nếu có người dám nói chuyện với hắn kiểu này sẽ lập tức chết lăn quay, đâu có như cô còn đứng đó trưng ra cái bộ mặt tỉnh bơ nữa chứ. Hắn nhấc tay rồi hạ xuống, cuối cùng xách cả người Liêu Đình Nhạn lên. "Có gì từ từ nói nhé, đừng có manh động mà." Liêu Đình Nhạn nhận thấy tổ tông vác mình lên tít cao, trong lòng thấp thỏm, lập tức ôm chặt eo hắn. Tư Mã Tiêu không để ý tới cô, nhìn thấy một tòa bạch nhạn phi cát đang bay tới, liền với tay tóm lấy. Bạch nhạn phi cát kia thuộc sở hữu của Nguyệt Sơ Hồi, con gái của cung chủ Nguyệt Chi Cung. Cô con cưng của trời này là cô tiểu thư hống hách có tiếng của Canh Thần Tiên Phủ, quen việc kiêu căng lỗ mãng. Mẹ của nàng ta là cung chủ Nguyệt Chi Cung, hết sức cưng chiều. Bởi vậy, cô nàng cứ tung hoành ngang dọc ở Canh Thần Tiên Phủ, ai cũng phải ngao ngắn.
Nàng ta muốn có một tòa các lầu có thể bay lượn trong không trung. Cung chủ Nguyệt Tri Cung liền cho đệ tử đi khắp nơi tìm kiếm nguyên vật liệu, lại cậy nhờ các bậc thầy luyện khí duy nhất xây nên tòa phi các linh khí ngút trời, khiến người khác khiếp sợ cho cô con gái cưng vàng ngọc. Trước đây Nguyệt Sơ Hồi thích ở trong phi các, gọi người biểu diễn ca múa cho mình xem, còn thường xuyên cưỡi phi các đi khắp nơi du ngoạn với hội chị em bạn gì. Gần đây vì Từ Tạm đạo quân xuất quan, cung chủ Nguyệt Cung luôn ra sức dặn dò con gái, bảo nàng ta nhất định phải tránh xa Từ Tạm đạo quân. Nhưng Nguyệt Sơ Hồi không giống những người khác, nàng ta cảm thấy Từ Tạm đạo quân có vai vế cao, tu vi cao, dù hung hãn có tiếng nhưng nàng vẫn cảm thấy hết sức ngưỡng mộ. Bởi thế mấy ngày này thường xuyên để phi các của mình quanh quẩn gần Bạch Lộc Nhai, chỉ muốn có cơ hội tìm gặp vị sư tổ bí ẩn này. Hôm nay cũng vậy, nàng ngồi trước cửa sổ tầng 2 của phi các, trông ra xa nơi Bạch Lộc Nhai dưới ánh trăng, tâm tình hoàn toàn không đặt tại đám ca múa phía sau. Bên cạnh nàng còn có một sư muội, cả hai cũng khá thân, thường xuyên chơi cùng nhau. Lúc này sư muội kia đang nhắc với nàng ta chuyện Từ Tạng đạo quân. Nghe nói hôm đó Từ Tạng đạo quân xem các đệ tử thi đấu ở Linh Nham Sơn Đài, Liêu Đình Nhạn kia còn tựa lên gối của ngài giữa thành thiên bạch nhật, ai ai cũng thấy, không biết tự ái tới vậy, rõ là một kẻ không biết phép tắc. Nguyệt Sơ Hồi nghe tới cái tên Liêu Đình Nhạn liền khó chịu, cáu bẩn đánh đổ cái ly ngọc quý báu mỏng như giấy ra bên ngoài. Được rồi, ta không muốn nghe chuyện của ả nữa. Người như Từ Tạng đạo quân sao lại để ý tới cái loại đệ tử nhỏ bé đến thế được cơ chứ? Thật là khó hiểu. Nàng ta đang nói thì cảm thấy bệnh nhạn phi cát của mình đột nhiên bay xuống Bạch Lộc Nhai. Nguyệt sư tỷ, tỷ đừng giận, mau ngừng lại đi, sư phụ đã dặn rồi không được đến gần Bạch Lộc Nhai. Sư muội cũng cảm nhận được phi cát càng lúc càng gần Bạch Lộc Nhai, còn tưởng là tính tiểu thư của Nguyệt Sơ Hồi lại nổi lên, lập tức thận trọng khuyên. Nguyệt Sơ Hồi mặt trắng bệch, không phải ta không khống chế phi cát được nữa, chuyện gì thế này? Sư muội thét lên một tiếng, a, kia là... Tư Mã Tiêu kéo phi cát lượn lờ đằng xa vào trong Bạch Lộc Nhai, sau đó ôm lấy Liêu Đình Nhạn vào trong phi cát. Sức phòng ngự của phi cát cứ như không tồn tại với hắn. Nguyệt Sơ Hồi còn chưa điều khiển được linh khí khống chế phi cát thì đã bị nắm luôn quyền điều khiển. Nàng ta và sư muội còn có cả phòng nộ bộc tỷ nữ với mấy ca cơ vũ nữ đều giật thót trước sự kiện phát sinh đột ngột này, đặc biệt là khi thấy Tư Mã Tiêu dắt theo Liêu Đình Nhạn xông thẳng vào từ cửa sổ lầu 2. Tất cả mọi người đều đờ đẫn nhìn họ, không biết nên phản ứng thế nào. Từ Tạng đạo quân, Nguyệt Sơ Hồi kích động hét lên. Từ Mã Tiêu đạp thẳng cẳng cô phan cuồng nhiệt kia ra khỏi cửa sổ. Hắn đạp chủ nhân tòa phi cát này ra ngoài, lại gói tất cả những người còn lại vứt đi, vứt ra khỏi phạm vi Bạch Lộc Nhai. Sau đó nhốt mình Liêu Đình Nhạn vào trong phi cát, nói với cô: người cứ ở một mình trong này mà sám hối đi, chừng nào sám hối xong mới được ra. Bạch Nhạn phi cát xinh đẹp lơ lửng trên không trung Bạch Lộc Nhai, bên trong chỉ còn lại một mình Liêu Đình Nhạn. Ê hê, cái này không phải cái phi cát đám nhạn trắng kéo theo lúc trước hay sao? Lúc đó đã ngưỡng mộ muốn lên trên thử xem một lần, thế này là ước mơ thành sự thật rồi sao? Mà đúng là Bạch Nhạn phi cát này không hổ là cung chủ Nguyệt Tri Cung xây cho con gái cung, đầu đầu cũng tinh tế. Ngoài tòa lâu nhỏ còn có một khoảng đình viện với cả hoa viên. Lũng phi cát trôi trong không trung, rất gần với trăng trên trời. Cứ đưa tay là có thể chạm lấy được ấy. Ngồi bên cửa sổ lầu 2, có thể nhìn cả dãy đèn lưu ly trải khắp canh thần tiên phủ. Đích thị là nơi ngắm cảnh đêm tuyệt nhất. Cô rất thích nơi này, nếu cứ sống mãi ở đây cũng được. Trước đây lầu 2 còn có rất nhiều đồ ăn thức uống, được chuẩn bị cho Nguyệt Sơ Hồi, giờ thì cũng lại hớ cho Liêu Đình Nhạn. Vậy nên tên tổ tông kia thật lòng nhốt cô ở đây để sám hối sao? Để cô ở đây một mình hưởng thụ ánh trăng yên tĩnh, còn có đồ ăn ngon, rồi để cô ngủ thêm một giấc ngon lành nữa hả? Thận không hiểu nổi tư duy của hắn mà. Cô vui vẻ dạo một vòng dưới tầng lừng, phát hiện còn có Ôn Tuyền, liền tiện thể ngâm mình, đổi bộ váy khác, chạy đến trước ban công ngắm trăng. À, trăng đẹp thật đấy. Đúng là một mình yên tĩnh nằm đó vẫn vui hơn. Ngày hôm sau, gia chủ Viên Thị của Mạch Uyển Mai, Tứ Thầy Tri Cung, đưa theo thi thể của con trai thứ 18 Viên Thương tới Bạch Lộc Nhai thì gặp được cung chủ Nguyệt Tri Cung lạnh mặt tới ra mặt cho con gái với trưởng môn Sư Thiên Lũ, dẫn theo Động Dương chân nhân của Thanh Cốc Thiên đến bái kiến sư tổ. Trưởng môn, con trai tôi chết không rõ ràng, tôi phải đến chỗ Từ Tạng đạo quân làm cho ra lẽ. Viên gia chủ hết sức đau thương. Trưởng môn,
Hôm qua con gái tôi bị hạ nhục, đến quà tôi tặng cho nó cũng bị lấy đi. Tôi muốn hỏi Từ Tạng đạo quân, đấy có phải chuyện một sư tổ nên làm hay không? Nguyệt cung chủ lạnh mặt. Sư Thiên Lũ hết sức bình tĩnh. Ấy, vậy thì cùng đi gặp sư tổ đi, nghe xem ngài ấy nói thế nào. Từ Mã Tiêu nói thế nào ư? Trước tiên hắn liếc nhìn viên gia chủ. Ta giết con ngươi thì làm sao? Ngươi có tận 20 mấy đứa con trai, hơn 100 đứa cháu, thiếu một đứa rồi sao? Thật sự nghĩ ta không biết ngươi đến để làm gì à? Chọc ta không vui thì ngươi với con ngươi, ta gặp một đứa giết chết một đứa. Lại nhìn Nguyệt công chủ, con gái ngươi muốn đòi lại đồ của mình. Được thôi, nếu ả chết thì thứ đồ kia thành vật vô chủ rồi. Rồi lại nhìn sư Thiên Lũ, hôm nay ta không có kiên nhẫn. Sư Thiên Lũ đáp lời, sư bá bất giận, đệ tử của Động Dương là Liêu Đình Nhạn ở bên sư bá đã lâu, hôm nay đưa nó đến thăm đồ nhi. Từ Mã Tiêu nghịch phiến lá xanh trên cổ tay. À, làm ta giận. Sư Thiên Lũ thất kinh, trong tên ma đầu này không vui chỉ có một kết cục chính là chết. Trong lòng gã thầm tiếc nuối, lại cảm thấy nếu như vậy, sao có thể có người sống lâu bên cạnh tên này. Vậy xác của Liêu Đình Nhạn đâu? Không có xác. Sư Thiên Lũ đã hiểu, xem ra là không toàn thây rồi. Từ Mã Tiêu đang nói thì có vẻ khó chịu, nhíu trán rồi đạp gãy cái trụ ngọc cạnh bên. Không có chuyện gì thì cút hết cả đi. Sư Thiên Lũ hết sức nhỏ nhẹ cáo từ rời đi. Thầm nghĩ, Từ Mã Tiêu càng nóng nảy thì ngày gã mong càng sắp đến rồi.